Mình vừa nghe một đoạn nhạc không lời qua chức năng kết nối điện thoại. Tiếp sau đây em sẽ test nhạc qua chức năng USB cho các anh tham khảo nha. Đây USB. Mình sẽ nghe bài Chuyện qua sim của ca sĩ Như Quỳnh. Model là Pioneer HM50. Dàn này full chức năng gồm có CD, USB, chức năng kết nối điện thoại, TV, máy tính hoạt động ok. Mặt dàn là phơi nhôm cực kỳ sang trọng, ngoại hình rất đẹp. Đây em quay gần cho mình xem. Một trong những dàn mini cao cấp của Pioneer với ngoại hình thiết kế đẹp, bắt mắt, chất lượng âm thanh thì hay khỏi bàn cãi rồi. Chép là chép đơm, bass đánh vô cùng quy lực, nghe tốt cho phòng 25 đến 30 m², hàng nội địa Nhật nguyên bản nguyên zin, sử dụng điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu nhà có ổ áp, mình có thể lấy nguồn điện 100 đến 110V từ ổ áp ra sử dụng cho bộ dàn. Còn không thì có thể mua cục đổi nguồn kèm theo, bên em có bán đổi nguồn giá là 200.000. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện cho địa chỉ là ship tận nhà. Các nào mua bộ dàn Pioneer này thì cọc cho em 500.000. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Khi các anh nhận hàng vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Em bán hàng không bao ship. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931008099. Gọi đến số này để em tư vấn và chốt hàng. Hoặc là nhắn tin qua Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho các anh tham khảo trước khi mình quyết định mình chốt bộ dàn Pioneer. Em có bán sỉ số lượng từ 10 dàn trở đi để các anh mua về các anh bán lại. Đảm bảo vào Zalo em sẽ chào giá sỉ cực kỳ tốt cho mình để mình chốt hàng nha. Các anh nào mua sỉ lẻ thì cứ liên hệ 0931008099. Bây giờ tiếp theo em sẽ test nhạc qua chức năng đĩa CD và em sẽ quay mặt sau cho các anh tham khảo rồi mình kết thúc clip test. Đây là một cái đĩa CD em chép có mấy nghìn thôi mà nó chạy như vậy đây mà vẫn đọc tốt nha, mắt đọc cực kỳ tốt. Ở đây có chữ input mình nhắn nè, iPod, audio in, line in, CD thì nó rất in đây. Sau khi mình nhắn vào CD thì mình nhắn vào nút play chỗ này. Nó có hai gạch là spawn nè, nhắn một gạch là lay nè. Mình nghe nhạc qua tiếng hát của Trường Vũ nha. Bass đánh rất là lực. Pioneer HM50. Các anh sở hữu bộ dàn này sẽ không thất vọng về cái tiếng bass đánh chép của nó. Rất là chắc. Biết rằng mãi chia đôi người đôi ngả, tôi xin anh đừng buồn. Chúng đời lính chiến phong sương, quê nhà với muôn phương. Đường trần dù trong gai ta đi vì lý tưởng,
thể mặt sau của dàn công suất của ampli là 50W, công suất của lo 200W trên cặp lo, công suất cắt khủng trạm lo là sắt bắp chuối, lo đẹp, công suất khủng, ngoại hình dàn đẹp, chất lượng âm thanh hay, đáp ứng đúng tiêu chí đẹp hay và trưng bày cho mình, hỗ trợ ngõ sức để kết nối sức điện rời, tăng dễ âm trầm, chạm lo và chạm âm ly là sắt bắp chuối. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các nào mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 giúp em để em chốt hàng cho mình. Chiều cao của lo là 26cm và chiều ngang cả bộ dàn là 52cm, sử dụng tốt cho phòng 25 đến 30 m2.